Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bán danh hiệu Hoa hậu 800 triệu, giờ cướp lại, ông Bộ trưởng toàn tính điều gì? Vào ngày 16 tháng 6, báo chí nhà nước đồng loạt cho biết Á hậu 3 của cuộc thi hậu Quý bà 2022 tố cáo ban tổ chức cuộc thi hậu Quý bà Việt Nam đã mua bán giải, đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Bà DTH là Á hậu 3 cho biết bản thân đã chi 800 triệu đồng để có được danh hiệu. Thế nhưng tới nay càng theo chương trình bà càng phải đầu tư nhiều hơn, tốn kém rất nhiều khoản chi phí phát sinh. Hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Bà nói, đi chơi tôi cũng muốn có niềm vui nho nhỏ mang về. Bạn tư vấn hồ sơ, ban đầu có tư vấn giải phụ truyền thông giá 300 triệu. Hôm sau phía ban tổ chức nói giải Á hậu 3 là 800 triệu. Nghĩa là tôi chỉ cần thêm 500 triệu nữa. Vừa được giải Á hậu 3, vừa được cho luôn giải phụ kia, vân vân. Bà Hát cho biết như thế. Đây là hình ảnh chức Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Quý bà có giá trị 800 triệu đồng. Trước đơn thư tố cáo của bà Hát, đại diện đơn vị tổ chức ông Trung Hoàng, giám đốc truyền thông hãng truyền thông Topstar xác nhận, bà Hát có tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022 và giành danh hiệu Á hậu 3. Về vấn đề mua bán giải, ông Trung Hoàng phủ nhận và cho biết đó là hợp đồng miệng giữa bà Hát và ông T, phó ban tổ chức cuộc thi. Ông nói hợp đồng đó là 1,1 tỷ đồng chứ không phải là 800 triệu. Đó là hợp đồng dịch vụ như quần áo, trang điểm, truyền thông v.v. Đây là hợp đồng miệng, Hát tự chuyển tiền mỗi khi xong một dịch vụ. Sử dụng dịch vụ cao cấp hơn, ăn ngon hơn, muốn hình ảnh mình xuất hiện trực tiếp nhiều hơn vân vân thì phải bỏ dịch vụ riêng. Khách sạn ở khách sạn 5 sao mặt biển vân vân, một bộ trang phục cũng không thể dùng cho cả 8 ngày được. Ông Trung Hoàng đã nói. Người phụ nữ có tên viết tắt ấy chính là bà Đặng Thị Hương. Sau khi bà Hương tố cáo, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã phạt đơn vị tổ chức 20 triệu đồng. Điều này có nghĩa là đã gián tiếp xác nhận việc bà Hương tố là đúng. Lẽ ra Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch phải ra tay chấn chỉnh lại tình trạng tổ chức thi hậu trá hình này. Tuy nhiên, cho đến nay, bà Đặng Thị Hương lại bị tước danh hiệu Á hậu. Đây là hình ảnh đơn vị tổ chức bị phạt 20 triệu đồng. Vào ngày 15 tháng 8, báo chí cho biết Ban tổ chức Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu năm 2022 công bố quyết định thu hồi danh hiệu Á hậu 3 và danh hiệu người đẹp truyền thông của thí sinh Đặng Thị Hương. Đơn vị này cho rằng cô đã vi phạm quy định tại khoản 1 mục 7 của đề án thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu năm 2022 là phát ngôn, thực hiện hành vi trái với chuẩn mực đạo đức xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, gây hậu quả xấu, ảnh hưởng đến uy tín cuộc thi. Việc buôn bán danh hiệu Hoa hậu là vấn đề đã diễn ra nhiều năm nay. Hầu hết những người đoạt giải không muốn làm to chuyện vì nếu vỡ lẽ thì danh hiệu mua thì không có giá trị gì nữa. Lợi dụng tâm lý ấy, các ban tổ chức thi Hoa hậu không sợ bị phanh phui ra vụ việc. Trường hợp Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Quý bà 2022 là trường hợp hiếm hoi dám lên tiếng. Nhưng tiếng nói của cô Á hậu can đảm này không thể chống lại cả một bộ máy, nên giờ cô bị tước danh hiệu Á hậu. Như vậy, cô Đặng Thị Hương đã bị đơn vị tổ chức tước mất danh hiệu mà cô đã bỏ ra đến 800 triệu đồng để mua nó. Đây là hành động chẳng khác nào ăn cướp. Lẽ ra những thứ gì cô bỏ tiền ra mua thì phải thuộc về cô, nhưng nó lại bị tước bỏ. Đây là hình ảnh đơn vị tổ chức cướp lại danh hiệu trị giá 800 triệu đồng của Á hậu 3. Không biết ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm gì để môi trường văn hóa được lành mạnh cho thời gian tới. Và việc phát động phong trào thi Hoa hậu khắp nơi cho thấy dường như ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đang toàn tính làm kinh tế hơn là xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh như chính quyền luôn hồ hào. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin một quan chức miền Nam bị kéo cổ ra Bắc để xử. Cánh miền Bắc có ngụ ý gì hay không? Đại hội lần thứ 13 vừa qua cho kết quả rõ rệt, cánh miền Nam đã bị thất thế rất rõ ràng. Cánh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và một số địa phương miền Bắc đã chiếm đầy Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Nghĩa là nhóm lợi ích miền Nam
thiếu đi những người đồng hương đại diện cho họ ở Hà Nội để che chở. Tình hình thất thế này xem ra khó lật ngược được trong khoảng 3 năm nữa. Sáng ngày 15 tháng 8 tại Hà Nội, ông cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam và 27 thuộc cấp và đồng phạm được xác định để tư nhân thâu tóm hai khu đất nhà nước gây thiệt hại hơn 5.700 tỷ đồng. Ông Trần Văn Nam và 21 bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đây là hình ảnh các quan chức tỉnh Bình Dương bị kéo cổ ra Hà Nội để xét xử. Điều đáng nói là ông Trần Văn Nam phạm tội là tỉnh Bình Dương, nhưng ông này lại được bắt và đưa ra Hà Nội để xử. Chính Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. Rất nhiều người ngỡ ngàng, không hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam chơi trò gì mà sao lại đột nhiên đưa tòa án ở phía Bắc ra xét xử một quan chức ở phía Nam, phạm tội cũng ở phía Nam. Vào ngày 7 tháng 4, ông cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và 6 thuộc cấp cũng đưa ra xét xử, nhưng nhóm này được xét xử tại địa phương. Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng phạm bị phạm tội khi còn đang đương chức, tương tự như ông Trần Văn Nam. Hay như vụ án xử Lê Tấn Hùng, em trai ông Lê Thanh Hải cũng thế, tuy Bộ Công an bắt giữ nhưng Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra để xét xử. Ngay cả ông Tất Thành Cang cũng như vậy, ông Cang được xử tại địa phương mà ông phạm tội chứ không như trường hợp ông Trần Văn Nam. Một số nhà phân tích thì cho rằng việc lôi cổ ông Trần Văn Nam từ Bình Dương ra Hà Nội xử là dấu hiệu rất bất thường. Nguyên nhân có thể là do Nguyễn Phú Trọng không tin tưởng tòa án địa phương. Ông e rằng Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ bao che cho ông này. Đây cũng là một ý kiến không phải là không có lý. Tuy nhiên, còn có ý kiến khác cho rằng cánh miền Bắc muốn giành mặt cánh miền Nam khi dám vào Nam gắp mồi ra Bắc để sơi như vậy. Trên hình ảnh, quan chức tỉnh Khánh Hòa được xử tại tỉnh nhà. Sự bất thường này cho thấy sự đấu đá chính trị hơn là vụ án bình thường. Nói về tội thì phía cơ quan điều tra không hề chụp mũ, mà tội của ông Trần Văn Nam là quá rõ. Vấn đề là thủ tục tố tụng nó không được bình thường mà thôi. Từ sau năm 1975, quân miền Bắc vào tiếp quản, họ thường độc chiếm những nơi béo bở, nhiều tiền hoặc nhiều quyền. Sân bay Tân Sơn Nhất từ nhiều năm nay là do cánh miền Bắc quản lý và hiện giờ sân bay này bát nháo, không khác gì cái chợ. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là mục tiêu mà cánh miền Bắc đưa người vào chiếm quyền quản lý. Chỉ khi nào cánh miền Nam mạnh mới giành lại quyền quản lý thành phố này. Những năm gần đây, tỉnh Bình Dương nổi lên như một địa phương giàu có. Việc đưa người miền Bắc hay ít nhất là người thân với thế lực miền Bắc lên nắm quyền là mục đích của thế lực tại Trung ương. Một ủy viên Trung ương Đảng mà về quản lý tỉnh này được xem là một đặc ân lớn. Có lẽ hệ thống tòa án của tỉnh Bình Dương không nghe lời của thế lực miền Bắc nên mới có trường hợp thế lực miền Bắc vào Nam bắt người rồi đưa ra Hà Nội để xét xử như vậy. Đây là hình ảnh ông Trọng và cánh miền Bắc đang toan tính điều gì. Từ thời ông Nguyễn Minh Chiết được về Trung ương và leo lên chức chủ tịch nước, những lãnh đạo tỉnh đời sau của Bình Dương dường như không ai có thể leo cao được như ông cựu chủ tịch nước, mặc dù tỉnh này liên tục đạt được những thành tích mà nhiều tỉnh khác mơ không được. Lấy ví dụ như tỉnh nghèo như Nghệ An và Hà Tĩnh mà có đến hàng chục ủy viên Trung ương Đảng và nhiều ủy viên Bộ Chính trị là câu hỏi rất lớn về sự công bằng trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh tương phản lấy cho thấy lợi ích nhóm trong Đảng Cộng sản Việt Nam nó đang nghiêm trọng đến mức như thế nào.